lần đầu ra mắt công chúng qua giọng hát nội lực và đặc biệt của ca sĩ Ngọc Khuê. Tại chương trình Bài Hát Việt, ca khúc Bà Tôi của Nguyễn Vĩnh Tiến đã trở thành một hiện tượng trong nền âm nhạc đương đại thời bấy giờ. Và chính sự quan tâm yêu thích của khán thính giả đã cho thấy sự thưởng thức âm nhạc của số đông đã có những chuyển mình khác biệt. Âm hưởng dân gian Bắc Bộ, những câu từ đầy chất thơ và hình ảnh gợi nhớ đồng quê, gợi nhớ kỷ niệm đã mang lại một cảm xúc đồng điệu với nhiều thế hệ. Một ca khúc với những giải thưởng top đầu suốt những năm 2000 như Bài Hát Việt 2005, Làn Sóng Xanh 2006 mang về giải thưởng Cống Hiến năm 2006 cho nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Người nghệ sĩ vốn mệnh danh là một kiến trúc sư tay ngang với tư duy âm nhạc đặc biệt nhất quán với những ca khúc sau này của anh. Từ khi ra đời, Bà Tôi đã trở thành một hiện tượng âm nhạc và nhận được sự yêu thích của đông đảo người yêu nhạc tại Việt Nam và trên thế giới. Bài hát trở thành một biểu tượng văn hóa được nhiều người cover lại với nhiều phong cách và thể loại âm nhạc khác nhau. Nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến cũng như bài hát Bà Tôi vẫn luôn được các thế hệ nghệ sĩ trẻ lựa chọn khi muốn thử sức làm mới mình và khẳng định kỹ thuật của bản thân. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Câu Chuyện Từ Những Bài Ca. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người nhạc sĩ đã in đậm dấu ấn trong lòng khán giả bởi những ca khúc mang âm hưởng dân gian, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, và trò chuyện về ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi của anh đến gần hơn và rộng khắp với khán giả yêu nhạc, đó chính là bài hát Bà Tôi. Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Xin chào Mỹ Lan và xin chào tất cả các khán giả truyền hình. Bà Tôi là dấu mốc đầu tiên đưa tên tuổi của anh đến với khán giả rồi. Thế nhưng trước đó thì anh đã sáng tác nhiều bài chưa anh? Tôi sáng tác ca khúc từ khi còn nhỏ. Bài hát đầu tiên thì tôi sáng tác năm 12 tuổi. Bài hát có tên là Chú Gà Trống. Và thời kỳ là sinh viên của trường đọc kiến trúc ấy, thì tôi cũng sáng tác rất nhiều các bài hát về tình yêu, về quê hương, đất nước. Đến năm 2005 tôi mới mạnh dạn gửi cái bài hát Bà Tôi đến với cuộc thi Bài Hát Việt. Kể từ khi bài hát được giải thưởng thì đã đến được với đông đảo khán giả yêu nhạc trên cả nước. Tức là rõ ràng trước đấy mình đã có cả một hành trình sáng tác, mặc dù nghề chính gọi là nghề tay phải là kiến trúc sư cơ, đúng không anh? Tại sao anh lại lựa chọn Bà Tôi để giới thiệu tới khán giả qua Bài Hát Việt? Khi được biết là VTV có cuộc thi Bài Hát Việt, cái bài hát tôi nghĩ đến đầu tiên chính là bài hát Bà Tôi. Khởi đầu của bài hát Bà Tôi ấy, từ năm 1984, khi đó thì tôi mới là một cậu bé 10 tuổi thôi. Mỗi một lần về quê ngoại luôn luôn có những cái ấn tượng sâu đậm về cái văn hóa xứ Đoài. Từ những hình ảnh, những dòng mương xanh, những cánh đồng, những dạng núi phía xa, cho đến tất cả những cái tình cảm của bà dành cho mình. Và tôi đã viết bài thơ đầu tiên có tên là bài Về Thăm Bà Ngoại. Đây là văn bản của cái bài thơ Về Thăm Bà Ngoại. Tôi có thể đọc một vài câu thơ trong cái bài thơ viết năm 10 tuổi để lý giải là tại sao là cái bài hát Bà Tôi lại liên quan đến những cái bài thơ và cách nhau đúng 10 năm. Bà thương cháu lắm, cháu ơi, một mình bà đội cả trời nắng to. Lên xe, cháu đạp đi xa, quay đầu vẫn thấy bóng bà giữa trưa. Một cậu bé 10 tuổi, thế còn hành trình tiếp theo của Bà Tôi? Hành trình tiếp theo thì vào năm tôi 20 tuổi, lúc bây giờ tôi đã là sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Rất là bất ngờ khi thấy thời tuổi trẻ của bà của mình ấy thì rất là liên quan đến khu phố cổ Hà Nội. Và bài thơ Héo Mòn Lục Sâu được viết vào năm 1994 theo thể đồng dao, cũng chứa trong đó rất là nhiều từ khóa để sau này phát triển thành phần điệp khúc của giai điệu bài Bà Tôi. Thì tôi cũng mang theo bản chép tay của kiến trúc sư Kiến Lâm có chép tặng. Cười cười một chuỗi trời thử bụng ta, có mùa thóc lép lợp trên mái nhà, có mùa hoa cà tự nhiên tím tái. Bà ví lông gà vàng như vườn cải, ông ví mặt trời như lời mối lái, ai ví tình yêu như trò nghịch dại. Vào cái câu là đến 2004 thì bài hát mới hoàn thành. Anh có cố tình có cái khoảng cách 10 năm đấy không anh? Tôi không hề cố tình, và sau này tôi cũng mới phát hiện ra là cái khoảng thời gian trùng lặp lại là đúng 10 năm. Thời điểm đấy thì bà đã mất được 4 năm rồi. Thực sự là tôi vừa sáng tác tôi vừa khóc, tôi rất là xúc động. Và cái bài hát tôi viết chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút thôi là xong. Bởi vì cái ca từ nó đã chất chứa sẵn từ 20 năm trước rồi. Tôi cảm thấy rất là nhớ bà. Cho nên cái phần điệp khúc ấy, phát triển của ca khúc nó rất là da diết. Cái giai điệu đấy được đến là từ một cái cảm xúc rất là mãnh liệt, một nỗi nhớ bà trong một cái bối cảnh là một cái trưa nắng chang chang như vậy. Nghe những lời chia sẻ như thế mới hiểu rõ là tại sao bài hát Bà Tôi ngay từ khi ra mắt lại tạo được những ấn tượng mạnh mẽ đến như thế cho lòng khán giả. Ai cũng thấy thân quen lắm, gần gũi lắm, bởi vì ai cũng có một người bà vô cùng yêu thương như vậy.
Và thưa quý vị, ngay bây giờ hãy đến với phiên bản đầu tiên của ca khúc Bà Tôi trên sân khấu Bài Hát Việt năm 2005, phiên bản cách đây đã 18 năm rồi. Trời như lời môi lại, ai ví tình yêu như cho nghịch dài. Bà lên kẻ chờ có buồn được độ, xa về lúc lắng hiếu mòn một sâu, xa về lúc lắng hiếu mòn một sâu. Và ngay bây giờ, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ca sĩ Ngọc Khuê. Xin chào chị. Xin chào Mỹ Lan. Xin chào khán giả đang xem trên truyền hình. Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Và ngày hôm nay Ngọc Khuê đến đây thì cũng rất là xúc động, bởi vì là được xem những hình ảnh của mình cách đây 18 năm. Nó là một kỷ niệm và một cái mốc đáng nhớ về cái hành trình âm nhạc của Khuê cũng như là âm nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến. Bây giờ thì Mỹ Lan muốn quay trở lại với không khí của Bài Hát Việt 2005, mà em nhớ là hồi đấy anh Tiến cùng với chị Khuê nhận được một cơn mưa giải thưởng với bài hát này nhỉ? Năm đó thì bài hát Bà Tôi được chọn là bài hát của tháng. Cuối năm, bài hát Bà Tôi cũng mang lại giải thưởng ca sĩ ấn tượng cho ca sĩ Ngọc Khuê và nhạc sĩ phối khí hiệu quả cho nhạc sĩ Phan Cường. Đối với bài hát này thì tôi có rất là nhiều phiên bản khác nhau, và mỗi phiên bản thì tôi đều thấy có một cái sự thú vị rất là riêng. Và ở đây không chỉ riêng là ở miền Bắc, cả miền Trung, miền Nam, rồi miền Tây, Nam Bộ, và mọi người cũng thể hiện cái bài hát này, và điều đấy làm cho tôi là cảm thấy rất là hạnh phúc. Cái thời điểm mà chị nhận được bài hát này trong Bài Hát Việt ấy, thì hồi đấy ca sĩ Ngọc Khuê đã rất là nổi tiếng với những bài hát dân gian đương đại. Còn nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến là một kiến trúc sư tay ngang nhỉ? Cảm xúc của chị như thế nào khi mà lần đầu tiên nhận bài hát này, và có mất nhiều thời gian để hòa nhập với bài hát không ạ? Khi mà nhạc sĩ Văn Cường có nhờ Khuê là Khuê có một cái bài hát này chuẩn bị đi thi Bài Hát Việt, Khuê cũng không biết tác giả của bài hát đó là ai. Và khi mà được giới thiệu là đây là một kiến trúc sư viết nhạc và làm thơ rất là hay, thì khi mà Ngọc Khuê cầm cái lời bài hát thì Ngọc Khuê cũng khá là ấn tượng, bởi vì cái lời bài hát nó khá là gần gũi và cũng giống như là cái bản demo anh Tiến anh tự hát. Tức là hồi đó thì mình được nghe cái bản demo mà anh Tiến gửi về cho ban tổ chức chương trình đấy đúng không? Đúng rồi, mình chơi bằng guitar và gõ vào thùng guitar. Tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình ba đội cả trời nắng to.
là gió cuốn đi trôi đưa tôi về làng. Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co. Với bài hát Bà Tôi thì với phần phối khí quá ấn tượng của nhạc sĩ Phan Cường, chỉ nhịp đập như thế này đây này, là đi từ đầu bài đến cuối bài luôn, và rất là dễ hát và rất là dễ thuộc. Khi mà nhạc sĩ Phan Cường giới thiệu Ngọc Khuê hát bài này thì ban đầu thì tôi cảm thấy rằng là có vẻ là chưa phù hợp, bởi vì trong đầu của tôi nghĩ rằng là cái nhân vật chính ấy là phải là một chú bé, bởi vì cái nhân vật là Bà Tôi đưa tôi ra đầu làng. Khi Ngọc Khuê hát lên ấy thì tôi đã hoàn toàn thay đổi quan điểm. Và tôi nghĩ rằng là cái bài hát này không chỉ là nam hát, nữ hát, mà là ai hát cũng được. Và khi Ngọc Khuê đem lại một cái giải thưởng lớn như vậy cho tôi ấy, thì tôi cũng rất là cảm ơn Ngọc Khuê. Nhưng mà tại sao với một bài hát đã đóng đinh với mình như vậy, một bài hát mà ngay từ 18 năm trước đã đạt giải phối khí ấn tượng như vậy, thì giờ đây chị sẽ làm mới bài hát này như thế nào, giống như chị vừa chia sẻ? Với phiên bản Bà Tôi mới này thì Khuê nghĩ rằng nó vẫn là dân gian, vẫn là chất của anh Tiến, vẫn là cái chất của Khuê vẫn thường hát. Giá như mà được nghe phiên bản đó ở đây ngày hôm nay nhờ chị Khuê nhỉ? Với Bà Tôi thì Ngọc Khuê đi diễn rất là nhiều, và mỗi một lần diễn là một phiên bản khác nhau. Và hôm nay Ngọc Khuê cũng lại mang một phiên bản rất khác nữa lên sân khấu này để gửi tặng anh Tiến này, gửi tặng Mỹ Lan và gửi tặng đến toàn thể quý vị khán giả. Ra về lúc lắc héo